Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chiều nay sau một ngày làm việc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã bế mạc phiên họp thứ 55. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Trên cơ sở kết quả phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao các cơ quan hữu quan tiếp thu hoàn thiện các văn bản được xem xét quyết định tại phiên họp. Thời gian khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 không còn nhiều. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bổ sung 344 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua bù vaccine, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp đồng chí Sảng Phết Hùng Buôn Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Đại sứ chúc mừng thành công Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư, bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng. Cảm ơn Việt Nam đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình, hiệu quả từ trước đến nay. Gửi lời thăm hỏi chia sẻ đến nước bạn về những thiệt hại của đại dịch COVID-19, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, với truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ trong khả năng của mình để giúp Lào phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, trong chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa 15. Thông tin tại họp báo, đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, trong tổng số danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 do Trung ương giới thiệu là 203 người, địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên một đại biểu được bầu, trong đó có 9 người tự ứng cử. Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau, người ứng cử là phụ nữ 393 người, người ứng cử là người dân tộc thiểu số 185 người, người ứng cử là người ngoài đảng 74 người. Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học 564 người, người ứng cử có trình độ đại học 294 người, người ứng cử có trình độ dưới đại học 10 người. Về trình độ lý luận chính trị, cử nhân 55 người, cao cấp 587 người, trung cấp 111 người, sơ cấp 35 người, có 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị. Về trình độ ngoại ngữ tin học, hầu hết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tin học. Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa 14 tái cử 205 người, người ứng cử dưới 40 tuổi là 224 người, người cao tuổi nhất là 77 tuổi và người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi. Một trong những vấn đề được các phóng viên quan tâm đó là việc phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử được thực hiện như thế nào. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về vấn đề này. Theo đó sẽ thực hiện các biện pháp an toàn, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các điểm bầu cử. Trong trường hợp thời điểm bỏ phiếu, nếu địa phương nào xảy ra dịch thì kịp thời báo cáo để có chỉ đạo, áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, tại thành phố Bà Rịa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp tổ chức khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ ngành đoàn thể Trung ương lần thứ 7 khu vực phía Nam. Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trưởng ban chỉ đạo hội thi. 74 trên 74 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ ngành, đoàn thể Trung ương đăng ký dự thi. Trong đó có 63 trường chính trị cấp tỉnh, 11 trường bộ ngành. Giảng viên dự thi thực hiện 3 nội dung, gồm thi giáo án, thi viết và thi giảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hội thi được tổ chức sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thành công tốt đẹp, là hoạt động cụ thể, thiết thực để triển khai nghị quyết đại hội, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, khắc phục cho bằng được tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị của không ít cán bộ và đảng viên. Theo kế hoạch, hội thi sẽ bế mạc vào ngày 28 tháng 4.
Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm đồng chí Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Phùng Xuân Nhạ là người có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu giảng dạy, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước. Đồng chí sẽ phụ trách mảng khoa giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và quyết tâm rất lớn trong tình hình hiện nay. Tin tưởng rằng với nền tảng đào tạo bài bản, với nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong ngành giáo dục, đồng chí Phùng Xuân Nhạ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chuyển sang các thông tin về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày hôm nay, Thường trực Ban Bí thư đã có điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý. Ban cán sự Đảng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy nơi có đường biên giới chỉ đạo tăng cường tuần tra giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn lối mở, khu vực cửa khẩu, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình nhập cảnh trái phép. Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí cung cấp thông tin kịp thời chính xác để cảnh báo người dân không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt tại cơ sở, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Thưa quý vị, Bộ Y tế phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương án điều trị và kịch bản ứng phó phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Tình hình thế giới hiện nay yêu cầu chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục thực hiện chiến lược 5K và vaccine. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra trong chiều nay. Ba vấn đề lớn được tập trung phân tích và giải quyết tại cuộc họp đó là quản lý các cơ sở cách ly, vaccine nhập khẩu và phát triển sản xuất vaccine trong nước và kịch bản khi Việt Nam có số ca nhiễm COVID-19 lớn. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tổng rà soát tất cả các cơ sở cách ly, bao gồm cơ sở của quân đội, khách sạn và bệnh viện về việc thực hiện đúng các quy định cách ly và báo cáo trước ngày 30 tháng 5. Với tất cả các tổ chức sản xuất kinh doanh và gương mẫu đầu tiên là các cơ sở y tế và các trường học thì nhất thiết là phải thực hiện tự đánh giá các biện pháp an toàn chống dịch và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID. Tôi đề nghị tất cả các bộ và các tỉnh phải kiểm tra và thúc đẩy cái này. Chúng ta không thể để tình trạng lại một cái nhà máy hay lại một cái bệnh viện do thực hiện không nghiêm mà để xảy ra dịch bệnh ảnh hưởng đến cả nước. Liên quan đến việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 do COVAX cung cấp, Bộ Y tế cho biết đã có hơn 200.000 người nằm trong các đối tượng ưu tiên của chính phủ đã được tiêm. Dự kiến đến ngày 5 tháng 5 sẽ hoàn tất việc tiêm, bảo đảm không để lãng phí một liều vaccine nào. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, vaccine là giải pháp cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, Bộ Y tế cần tìm các nguồn khác nhau để có vaccine tiêm phòng cho người dân. Đại diện Cục Quân y cho biết, tuần qua có 16.607 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ 3 nước, Lào, Trung Quốc và Campuchia, trong đó có 483 trường hợp nhập cảnh trái phép. Bộ Y tế nhấn mạnh kiên trì nguyên tắc phòng chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, truy vết cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị hiệu quả, thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống dịch, nêu cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục chiến lược 5K cộng vaccine. Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt việc xử lý trường hợp mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép về địa phương, tỉnh đã phản ứng nhanh và đạt kết quả cao. Để thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Vĩnh Long phải có kịch bản tiếp nhận cách ly số lượng lớn các trường hợp F1, F2. Trong các ngày lễ sự kiện lớn không nên tập trung đông người, tuân thủ thông điệp 5K trong phòng chống dịch, nhắc nhở tiến hành xử phạt người dân không mang khẩu trang nơi công cộng nhằm răn đe cảnh báo.
Nhân dịp này, Bộ Y tế trao tặng cho ngành y tế tỉnh Vĩnh Long 2 máy thở Bennett 840, 37 máy thở VFS 410, 35 máy thở Elixir MV20, 5 máy theo dõi bệnh nhân, 5 bơm tiêm kim điện, 1 tủ lạnh bảo quản vaccine. Ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Long An có khoảng 133 km đường biên giới giáp với Campuchia, có cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây và nhiều đường mòn lối tắt qua lại giữa hai nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 51 vụ xuất nhập cảnh trái phép, 189 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có 69 người Trung Quốc và 20 người Campuchia. Tại đội cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp quản lý 9,5 km đường biên, trong đó 5,5 km đường sông, 4 km đường bộ. Đây là một trong những địa bàn đồn rất là phức tạp về xuất nhập cảnh trái phép, về công tác buôn lậu, về ma túy. Để kiểm soát tuyến biên giới, Long An được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường 175 cán bộ chiến sĩ. Tỉnh Long An thành lập 36 tổ chốt với 530 cán bộ chiến sĩ thường trực 24/24 giờ trên biên giới. Ngoài ra, địa phương đã tăng cường công tác đối ngoại giữa các địa phương hai nước thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ trong việc phòng chống xuất nhập cảnh và các loại tội phạm từ xã đến tỉnh. Chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ những cái trường hợp mà nhập cảnh trái phép. Đối với những người dân mà về Việt Nam mà không có giấy tờ thì chúng ta cố gắng tuyên truyền, vận động bà con yên tâm ở lại nước bạn để mà sinh sống cũng như là chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch của nước bạn. Nếu những trường hợp nào mà vì những cái lý do đặc biệt mà phải về Việt Nam, kể cả trường hợp không có giấy tờ thì chúng ta cũng coi như trường hợp đó là có giấy tờ. Chúng ta yêu cầu khai báo đầy đủ và đưa vào Việt Nam theo con đường chính thống. Để kịp thời phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, địa phương cần thực hiện ngay phương án sàng lọc bằng xét nghiệm tất cả các thành phần trong khu cách ly, bệnh viện, phòng khám truyền nhiễm, khoa cấp cứu. Cần đầu tư ngay phòng xét nghiệm an toàn sinh học, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine. Cùng với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì việc phòng chống các loại dịch bệnh khác như đậu mầu, tay chân miệng, dịch sốt xuất huyết cũng hết sức quan trọng. Xây dựng ngay phương án phòng chống dịch trong ngày bầu cử và kỳ thi tốt nghiệp 2021. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, trên địa bàn tỉnh Yên Bái vừa ghi nhận một ca mắc COVID-19 mới là nhân viên khách sạn phục vụ đoàn chuyên gia Ấn Độ đến cách ly. Việc lây nhiễm này cho thấy công tác phòng chống dịch tại cơ sở cách ly chưa thật sự nghiêm túc. Bộ Y tế đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng này và yêu cầu các địa phương phải chấn chỉnh, siết chặt ngay lập tức. Trường hợp dương tính này là F1 của bệnh nhân chuyên gia người Ấn Độ đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Quy trình thực hiện các biện pháp cách ly, an toàn phòng dịch tại một số cơ sở cách ly tập trung vẫn chưa thật sự nghiêm túc. Chủ quan, không bảo hộ cẩn thận, không giữ khoảng cách an toàn với người cách ly cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Là trong cái vấn đề cách ly đối với khách sạn, Bộ Y tế hướng dẫn rất kỹ lưỡng rồi. Cứ đúng theo đúng như thế mà làm thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu như mà chỉ cần nơi lỏng, ví dụ như Phó Tướng nói rằng là anh không cài đặt, anh không thực hiện cái vùng đệm, anh không có những khoảng cách khách thì xin báo cáo chứ lập tức là chúng ta phải dừng không cho cách ly. Bên cạnh đó là công tác giám sát, quản lý các cơ sở cách ly của cơ quan chức năng địa phương cũng còn khá lỏng lẻo. Đã có không ít các trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly, khiến chúng ta mất bao công sức, kinh phí để khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh lây lan. Những bài học đó cần được rút kinh nghiệm sâu sắc. Vấn đề quản lý không tốt những người nhập cảnh hợp pháp, đặc biệt là tại những khu cách ly tập trung, rồi vấn đề kiểm tra giám sát tại những cái tỉnh, những cái khu cách ly thì cũng chưa làm một cách thực chất mà chưa là thường xuyên. Bộ Y tế đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng mất an toàn phòng dịch tại các khu cách ly tập trung. Bộ đề nghị các địa phương cần chấn chỉnh, siết chặt công tác cách ly, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, nhất là đối với nơi có người nhập cảnh là chuyên gia người nước ngoài. Bên cạnh ca mắc COVID-19 mới do lây nhiễm tại nơi cách ly ở tỉnh Yên Bái, thì trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4, nước ta còn ghi nhận thêm 4 ca mắc khác đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, bao gồm 1 ca tại thủ đô Hà Nội, 1 ca tại Thái Nguyên và 2 ca tại tỉnh Khánh Hòa. Chuyển sang các thông tin thời sự quan trọng khác.
Thưa quý vị, Việt Nam là một trong năm nước chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Theo dự báo, thì năm nay, mưa bão sẽ đến sớm hơn so với mọi năm. Và nhằm tăng cường đối phó, thì ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2021. Trong năm 2020, thiên tai làm 56 người chết và mất tích, 118 người bị thương, tổng thiệt hại về kinh tế lên đến 1.300 tỷ đồng tại khu vực miền núi phía Bắc. Từ đầu năm 2021 đến nay, thiên tai đã khiến 3 người chết, 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hại, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với thiên tai, trong đó tập trung vào nâng cao công tác dự báo, cảnh báo cũng như tăng cường tuyên truyền, tập huấn công tác ứng phó với thiên tai cho người dân và cán bộ cơ sở. Xem lại cái quy hoạch, cái không gian sống cho bà con của mình. Bởi vì bà con mình sống theo cái tập quán ở những cái theo sông, theo suối, những chỗ mình nó rất là nhạy cảm, khi mà có bất kỳ một sự biến động về thời tiết nào xảy ra thì những chỗ đó là chỗ sung yếu, chỗ nhạy cảm nhất. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh cần nâng cao năng lực ứng phó và tìm kiếm cứu nạn để khi thiên tai xảy ra, có thể kịp thời ứng phó và nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân. Thưa quý vị, càng sát dịp nghỉ lễ thì lượng du khách đến với thành phố Đà Nẵng lại càng tăng vọt, việc sử dụng nước sinh hoạt mà cũng theo đó tăng cao. Trong khi đó, thì khả năng nhiễm mặn tại nhà máy nước Cầu Đỏ gây thiếu nước cục bộ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố yêu cầu một số thủy điện thượng nguồn hệ thống Vu Gia, Thu Bồn phải tuân thủ quy trình vận hành, bảo đảm nguồn nước. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đề nghị các hồ chứa A Vương, sông Bung 2, sông Bung 4, sông Bung 4A, sông Bung 5, sông Bung 6 xả nước vận hành về sông Vu Gia với lưu lượng thời gian xả đúng quy định. Đồng thời lưu ý tránh việc tăng lưu lượng xả nước đột biến về hạ du do vận hành sai quy trình có thể gây mất an toàn đối với đập tạm tại ngã ba sông Quảng Huế. Trong trường hợp 24 giờ liên tục độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa thu nhà máy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000 mg trên 1 lít mà việc khai thác nước từ trạm bơm An Trạch không đủ thì căn cứ vào tình hình thực tế, lưu lượng đến hồ, mực nước hồ vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia theo lệnh của người đại diện ủy quyền. Chiều nay tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Liên danh Nhà thầu đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng gói thầu 37 thi công xây lắp công trình dự án nhà máy thủy điện Iali mở rộng. Nhà máy thủy điện Iali mở rộng được xây dựng bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt là 360 MW, tổng mức đầu tư khoảng 6.398 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Điện 2 thay mặt EVN làm chủ đầu tư. Gói thầu số 37 thi công xây lắp công trình thuộc dự án có tổng giá trị là 2.365 tỷ đồng. Đây là gói thầu lớn, có yêu cầu kỹ thuật và tính chất phức tạp, có tính quyết định đến tiến độ hoàn thành của dự án. Sau khi hoàn thành, dự kiến nhà máy thủy điện Iali mở rộng sẽ cung cấp sản lượng phát điện trung bình mỗi năm khoảng 233,2 triệu kWh, góp phần giảm chi phí nhiên liệu hàng năm, giảm phát thải CO2, đồng thời tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam. Ngoài ra, khi đưa vào vận hành, dự án cũng sẽ giảm bớt cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. Huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định nghiêm cấm cán bộ công chức viên chức tham gia giao dịch môi giới mua bán đất đai. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ vừa ban hành nghị quyết nghiêm cấm cán bộ công chức viên chức sử dụng thời gian làm việc tham gia giao dịch môi giới mua bán đất đai. Đồng thời các xã thị trấn để xảy ra xây dựng không phép, sai phép thì tổ chức đảng nơi đó không được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không được đánh giá mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hiện nay, qua nhận định, tình hình giá cả liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Cần Giờ có nhiều biến động nóng lên, đặc biệt sau khi thành phố Hồ Chí Minh công bố chuẩn bị xây dựng đề án đưa các huyện thành quận giai đoạn 2021-2030. Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thu hồi toàn bộ quyết định thi hành án chủ động số 11 ban hành năm 2020 liên quan đến việc thi hành án các dự án nhà và đất công sản trong các vụ án Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm. Quyết định thu hồi toàn bộ quyết định thi hành án chủ động số 11 ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Đà Nẵng bao gồm giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thu hồi cho nhà nước 11 nhà đất, thu hồi khu đất 19 hectare thuộc dự án khu đô thị mới quốc tế Đa Phước, thu hồi dự án khu du lịch biển Non Nước,
giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi cho công dân tại hai dự án khu dân cư An Cư 2 mở rộng, An Cư 3 mở rộng và dự án Phú Gia Campao. Công an tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh triệt phá 3 điểm cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh và bước đầu xác định số tiền mà các đối tượng này cho vay lên tới hàng tỷ đồng. Lực lượng chức năng Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của hai đối tượng Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1965 và Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1975, cùng trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, thu giữ nhiều sổ sách tài liệu có liên quan đến lô đề và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bước đầu Công an xác định, từ năm 2018 đến nay, hai đối tượng cho hơn 50 người vay số tiền hàng tỷ đồng. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bắt Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1996, trú tại tổ dân phố 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Đối tượng khai nhận cho 15 người vay hơn 1 tỷ đồng với lãi suất cao. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị khán giả thân mến, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay của chúng tôi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin quốc tế nổi bật có trong bản tin GMT Cộng 7 cùng với biên tập viên Anh Thư. Xin mời chị. Xin cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin GMT Cộng 7. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Tổng thống Mỹ đề xuất tăng thuế đối với giới siêu giàu. Chuyến hàng viện trợ y tế khẩn cấp đầu tiên của Anh tới Ấn Độ giúp nước này đối phó với đại dịch COVID-19. Hồi chuông cảnh báo thế giới về ứng phó với đại dịch COVID-19. Sau khi Nhật Bản công bố sách xanh ngoại giao năm 2021, vào sáng nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lập tức có phản ứng. Trong mục đề cập tới quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, sách xanh ngoại giao Nhật Bản ghi rằng quần đảo Takeshima, theo cách gọi của Nhật Bản mà Hàn Quốc gọi là Đốc Đô, là lãnh thổ cố hữu của nước này. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản rút lại tuyên bố này và tái khẳng định quần đảo trên là lãnh thổ cố hữu của Hàn Quốc, cả về tính lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Cùng ngày, Cục trưởng Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu công sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc để kháng nghị về việc này, yêu cầu không viết quần đảo Đốc Đô thành Takeshima. Ngày hôm qua, Tòa án Iran kết án 1 năm tù giam đối với nữ nhân viên cứu trợ người Anh gốc Iran, cấm người này không được rời Iran trong 12 tháng sau đó. Bản án được đưa ra chỉ vài tuần sau khi nữ nhân viên này vừa mãn hạn 5 năm tù giam với tội danh âm mưu lật đổ chế độ. Phía Anh đã lập tức đưa ra phản ứng trước động thái này. Theo biện hộ của bà Zaghari Ratcliffe, bà bị giam giữ tại Iran từ năm 2016 và vừa xuất hiện trở lại tại một phiên tòa ở nước này để nhận một bản án mới với thời hạn 1 năm tù giam về tội tuyên truyền chống chế độ. Vị luật sư cho biết sẽ kháng cáo bản án mới trong thời hạn 20 ngày theo luật định. Ngoại trưởng Anh coi phán quyết mới của tòa án Iran là quyết định hoàn toàn vô lý và vô nhân đạo. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ trích động thái trên của Iran, đồng thời khẳng định sẽ bằng mọi cách để bảo đảm công dân của mình được phóng thích. Về việc bà Ratcliffe bị bắt giữ tại sân bay Tehran hồi tháng 4 năm 2016, rồi sau đó bị kết tội âm mưu lật đổ chế độ, đã gây căng thẳng ngoại giao giữa Anh và Iran trong nhiều năm qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề xuất tăng thuế lợi tức đầu tư đối với giới siêu giàu và dùng nguồn thu này để chi trả cho các kế hoạch hỗ trợ người dân Mỹ. Dù không được tiết lộ, nhưng theo truyền thông Mỹ, khoản thuế này có thể được nâng lên từ mức 20% lên gần 40%. Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng cho biết, đề xuất tăng thuế đối với giới siêu giàu sẽ được áp dụng đối với những người có thu nhập từ 1 triệu đô la Mỹ một năm và nhóm này chỉ chiếm 0,3% số người đóng thuế tại Mỹ. Nguồn thu sẽ được dùng cho chương trình chăm sóc trẻ em, nghỉ phép có lương và miễn học phí tại trường cao đẳng. Đây là một phần trong kế hoạch gia đình Mỹ trị giá 1.800 tỷ đô la sẽ được công bố trong tuần này. Nhà Trắng khẳng định kế hoạch này là công bằng nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế.
Quan trọng hơn, doanh thu từ khoản thuế sẽ góp phần đầu tư trực tiếp vào thế hệ sau và các gia đình Mỹ, cũng như khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong tương lai và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. Liên minh châu Âu-EU thông báo đã khởi kiện hãng dược phẩm AstraZeneca do phạm hợp đồng cung ứng vaccine COVID-19 và không đưa ra được kế hoạch cụ thể để bảo đảm chuyển giao vaccine đúng thời hạn. Theo hợp đồng, AstraZeneca có nghĩa vụ cung cấp 180 triệu liều vaccine cho EU trong quý 2 năm nay, trong tổng số 300 triệu liều dự kiến giao trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, AstraZeneca cho biết chỉ có thể bảo đảm khoảng 30% số vaccine dự kiến giao cho EU trong quý này. Trong phản ứng sau đó, AstraZeneca cho biết động thái của EU không có cơ sở, khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi của mình trước tòa. Trước đó, AstraZeneca đã thừa nhận còn thiếu khoảng 60% trong tổng số 100 triệu liều vaccine dự kiến giao cho EU trong quý 1 do vấn đề năng suất của các nhà máy sản xuất tại châu Âu. Trong ngày hôm nay, các chuyến hàng chở trang thiết bị y tế đã tới Ấn Độ để hỗ trợ quốc gia này chống dịch COVID-19 khi dịch bệnh tại quốc gia này đang diễn biến rất phức tạp. Hôm nay cũng là ngày thứ 6, nước này liên tiếp ghi nhận trên 300.000 ca nhiễm mới, dù đã giảm so với ngày trước đó. Chuyến hàng cung cấp y tế hỗ trợ chống COVID-19 đầu tiên đã được Anh gửi tới Ấn Độ, trong đó gồm 100 máy thở và 95 máy tạo oxy. Trong tuần này, Anh sẽ gửi cho Ấn Độ 9 container hàng viện trợ y tế, gồm 495 máy tạo oxy, 120 máy thở không xâm nhập và 20 máy trợ thở. Mỹ, Pháp, Đức, Canada và Tổ chức Y tế Thế giới cũng cam kết sẽ khẩn trương gửi hàng viện trợ cho Ấn Độ trong những ngày tới. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ xuất khoảng 60 triệu liều vaccine AstraZeneca tới Ấn Độ. Hiện nhiều nước đã phải ngừng nhập cảnh người đến từ Ấn Độ và mới nhất là Australia tuyên bố tạm dừng tất cả các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Ấn Độ, ít nhất là cho tới ngày 15 tháng 5. Chuyển tới khu vực Đông Nam Á, thưa quý vị, hôm nay Lào chính thức thực hiện phong tỏa và giới nghiêm trên toàn quốc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng tại nước này. Tính đến chiều ngày 27 tháng 4, Lào đã ghi nhận thêm 75 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 38 ca so với ngày trước đó. Dù vậy, số tỉnh, thành phố của Lào có người mắc COVID-19 vẫn gia tăng. Riêng thủ đô Viêng Chăn tiếp tục có số người nhiễm cao nhất cả nước trong 24 giờ qua, và hiện là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh. Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã ra chỉ thị hướng dẫn đảng bộ các cấp tăng cường các biện pháp phòng chống và ứng phó với dịch bệnh COVID-19, yêu cầu các cấp ủy phải chống dịch với tinh thần thời chiến, coi việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 là nhiệm vụ chiến lược và cấp bách, dù kinh tế không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng tiêu cực. Bộ Y tế Philippines cho biết, nước này tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới tại khu vực thủ đô, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên hơn 1 triệu, trong đó có 16.853 trường hợp đã tử vong. Tại khu vực thủ đô Manila và vùng đô thị, gồm 16 thành phố, công suất của các phòng chăm sóc đặc biệt đã đạt trên 70%, trong khi một nửa giường cách ly và giường của các bệnh nhân COVID-19 đã được sử dụng. Để tiếp nhận thêm bệnh nhân, chính phủ Philippines đã bổ sung thêm 289 giường bệnh tại thủ đô. Trong khi đó, một số bệnh viện đã phải dựng thêm lán để chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị, diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ khiến cho hệ thống y tế của quốc gia Nam Á này có nguy cơ sụp đổ, gióng lên hồi chuông cảnh báo thế giới về công tác ứng phó với đại dịch. Thu hẹp sự bất bình đẳng về y tế và vaccine là một trong những hành động cấp bách hiện nay để ngăn chặn các thảm kịch xảy ra. Cha tôi đang trong tình trạng rất nguy kịch, chúng tôi không nhận được sự trợ giúp nào. Em trai tôi thì vừa mới mất hôm qua. Tình trạng tuyệt vọng của các bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh thiếu nguồn cung oxy, thiết bị y tế, giường bệnh đã làm trầm trọng thêm nỗi nhức nhối trong cuộc chống chọi đại dịch ở Ấn Độ, nhất là với những người dân nghèo. Mặc dù là quốc gia sản xuất vaccine ngừa COVID-19 hàng đầu thế giới, song Ấn Độ đang phải chứng kiến thảm kịch chưa từng thấy khi số người mắc COVID-19 hàng ngày tăng chóng mặt, với mức 350.000 ca trong nhiều ngày liên tiếp.
Một trong những nguyên nhân là do sự chủ quan sau khi quốc gia Nam Á vội vàng tuyên bố thành tựu trong khống chế dịch hồi tháng 2 và người dân lơ là với các biện pháp phòng dịch khi sự xuất hiện các biến thể của virus đã gây khó khăn cho chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19. Không riêng Ấn Độ, nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Cộng hòa Séc, Canada, Brazil liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ quá tải hệ thống y tế. Trong 3 tháng đầu năm nay, hơn 94% các nước trên thế giới ghi nhận sự gia tăng khủng hoảng y tế do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 hoành hành. Bất chấp nỗ lực triển khai các chiến dịch tiêm chủng, dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát tại hầu hết các khu vực trên thế giới. Việc tiêm vaccine hiện nay là chưa đủ để chiến thắng đại dịch, mặc dù 8 loại vaccine ngừa COVID-19 đã được triển khai tiêm trên thế giới, song đại dịch vẫn không hạ nhiệt. Một trong những nguyên nhân là do việc phân phối vaccine không đồng đều trên toàn cầu, cũng như sự xuất hiện của các biến thể mới. Các nước hơn bao giờ hết cần chú trọng để giải quyết sự bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine ngừa COVID-19, khi tới nay vaccine vẫn chưa đến tay các nước nghèo. Thống kê cho thấy gần 900 triệu liều vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu, nhưng hơn 81% trong số đó là ở các quốc gia thu nhập cao hoặc trung bình, trong khi tỷ lệ này ở các nước thu nhập thấp chỉ là 0,3%. Với thực tế này, thế giới sẽ chưa thể an toàn ít nhất đến giữa năm 2022, trong bối cảnh các biến thể dễ lây nhiễm hơn và gây tình trạng bệnh nặng hơn đang làm tăng số ca mắc COVID-19. Cơ chế phân phối vaccine COVAX được đánh giá cao trong thời gian qua giúp các nước nghèo tiếp cận được nguồn cung vaccine. Tuy nhiên, hệ thống viện trợ vaccine này đang gặp khó khăn vì thiếu nguồn cung do bị ảnh hưởng bởi các hoạt động tích trữ vaccine. Nhờ sáng kiến COVAX, có thêm nhiều quốc gia nhận được vaccine, song phần lớn người dân ở các nước thu nhập thấp và trung bình vẫn phải chờ đợi. Sự bất bình đẳng như vậy là vô đạo đức, và đó chính là mối nguy hiểm đối với sức khỏe của chúng ta, các nền kinh tế của chúng ta và các xã hội của chúng ta. World Bank đã cam kết tài trợ 2 tỷ đô la Mỹ để cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 40 nước đang phát triển vào cuối tháng 4 này. Đồng thời, chúng tôi cũng dự kiến sẽ mở rộng cam kết lên 4 tỷ đô la Mỹ để cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho 50 nước vào giữa năm nay. Ngoài việc coi tiêm chủng là chìa khóa kiểm soát dịch bệnh, thế giới rõ ràng cần tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó trên nhiều phương diện, trong đó chú trọng bảo đảm công bằng trong tiếp cận vaccine. Sự chia sẻ và phối hợp toàn cầu trong phòng chống COVID-19 là hết sức cần thiết vào lúc này, ở thời điểm mang tính quyết định với cuộc chiến chống đại dịch. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.